Hello, xin chào mọi người. Có câu hỏi là điêu khắc và headshot thì khác nhau như thế nào? Và đầu tiên muốn biết là khác nhau như thế nào, chúng ta sẽ cùng đến với điểm chung của nó nhé. Điểm chung là gì? Và những cái điểm riêng của nó sẽ là như thế nào? Như vậy là headshot và điêu khắc đều có những điểm chung, những điểm riêng, những ưu điểm và những khuyết điểm. Làm sao mà chúng ta có thể chọn lựa được cái công nghệ nào phù hợp với cả túi tiền của mình này, phù hợp với cả cái sở thích của mình này. Và đương nhiên là phải chọn những cái đơn vị nào mà có tay nghề uy tín tốt. Và công nghệ nào thì cũng vậy, cũng cần phải có những cái yếu tố khác để phù hợp cho trên da của mình, như là dáng mày này, rồi là sợi này, rồi là màu mực này. Rất là nhiều yếu tố để có thể tạo nên một cặp lông mày đẹp, chứ không chỉ riêng là công nghệ nào hay công nghệ nào nhá. Các bạn hãy lưu ý điều đấy. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.